bóng đá Việt Nam chơi lớn năm 2019. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải rất hồ hởi với những chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong năm 2018, đưa bóng đá Việt Nam có một vị thế mới trên đấu trường quốc tế. Ông Hải nhấn mạnh vào năm mới 2019 sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững qua các giải đấu lớn bằng nội lực lớn mạnh nhất. Trước mắt, đội tuyển trẻ sẽ tham gia vòng loại U23 châu Á, tìm suất đá vòng chung kết và lấy vé chơi Olympic Tokyo 2020. Tuyển quốc gia dự vòng sơ loại World Cup 2022 và đội U22 nhắm đến ngôi vô địch SEA Games vào cuối năm. Nhiệm vụ của ông Park và các cộng sự lớn học trò sẽ rất nặng nề. Sau những đột biến thành công ở nhiều giải quốc tế, từ ngôi Á quân U23 châu Á, bán kết ASEAN 18, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Khác với những cuộc góp mặt trước đây ở mặt trận bóng đá quốc tế lớn, bóng đá Việt Nam năm 2019 có nhiều hơn sự tự tin vào năng lực của mình, đã trải qua hàng loạt thử thách dữ dội dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cuộc ra quân mùa này của thầy trò ông Park không còn dè dặt và sợ hãi các đối thủ lớn trong khu vực cũng như châu lục. Trong khi đó, ở cấp câu lạc bộ, Bầu Hiển đã lệnh cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng ở trận sơ loại trên sân Bangkok United ngày 12 tháng 2. Nếu đạt mục tiêu này, Hà Nội tiếp tục đá play-off với câu lạc bộ Shandong Luneng Trung Quốc, chính thức lấy suất chơi vòng bảng AFC Champions League. Còn nhớ đội Hà Nội từng không có sân đủ chuẩn đá giải của AFC cấp câu lạc bộ hoặc chỉ tham gia cho đủ tụ nhằm khỏi bị phạt thì bây giờ Hà quyết tâm chơi lớn ở đấu trường châu Á. Đặc biệt sau những chiến tích của các đội tuyển Việt Nam mà đội Hà Nội lúc nào cũng có hơn nửa đội hình, tham vọng của Bầu Hiển không chỉ dừng lại ở V-League. Dĩ nhiên, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thừa hiểu sân chơi châu Á chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cuộc ra quân mùa này của Hà Nội cho thấy sự khác biệt trong cách nghĩ. Họ muốn nâng tầm câu lạc bộ ở khu vực rộng lớn hơn ao làng vì cảm thấy đủ sức cho cuộc phiêu lưu với 8 tuyển thủ quốc gia thường có suất đá chính dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước và sau lần Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup 2008, bóng đá Việt Nam rất thiếu tự tin mỗi khi tự bơi ra biển lớn. Nhưng ở mùa này, ít nhất Hà Nội dám đặt mục tiêu chơi ra trò nhờ lứa cầu thủ giỏi để tích lũy nhiều bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc quốc tế như là trung vệ Duy Mạnh, Thành Trung, tiền vệ Thành Lương, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng, các tiền đạo Văn Quyết, Ngân Văn Đại cùng dàn ngoại binh mạnh mẽ. Băn khoăn của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông thầy người Hàn Quốc trước khi về Hàn Quốc nghỉ Tết đã tiết lộ sắp tới sẽ thương thảo với VFF về việc sẽ nắm đội tuyển quốc gia chơi vòng loại World Cup hay là các đội trẻ chơi vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30. Ông Park nói mình đang ngoài 60, cần có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động sau hơn một năm miệt mài với ba đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa, hợp đồng của ông với VFF không có khoản kiêm nhiệm quá nhiều đội tuyển sẽ làm ông quá tải. Sau suất Olympic, Việt Nam tính cửa chơi World Cup. Thưa quý vị, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết cuộc họp của FIFA tại Miami, Mỹ vào giữa tháng 3 sẽ đưa ra quyết định về việc World Cup 2022 có 32 hay 48 đội đá vòng chung kết. Ông cũng đang rất kỳ vọng vào chiến dịch vận động của mình sẽ thuyết phục được chủ nhà Qatar, đồng thời mở thêm cơ hội cho bóng đá châu Á trong đất có Việt Nam. Trong cuộc làm việc mới giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF về kế hoạch năm 2019 vẫn chưa đã động đến mục tiêu bóng đá Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên chắc chắn là cả hai phía đều đang chờ công bố của Chủ tịch FIFA vào giữa tháng 3. Theo như cơ cấu của vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á cũng là vòng loại Asian Cup 2023. Nếu có biến động khi World Cup 2022 từ 32 đội lên 48 đội thì cũng phải đến những tháng cuối năm 2019 mới ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam. Lúc đó đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 từ giai đoạn 2. Nếu cuộc họp của huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF chủ yếu chỉ thống nhất việc nắm đội nào đá giải gì và đặt những mục tiêu cụ thể, thì cuộc họp của FIFA vào giữa tháng 3 sẽ tác động đến toàn thế giới, mà đặc biệt là các châu lục được tăng suất nếu World Cup có 48 đội tham dự. Thậm chí là với bóng đá Việt Nam thì có thể thấy thầy Park sẽ phải kiêm cả việc xây lúa và bế em, dù ông một mực nói rằng chỉ muốn nắm một đội. Nếu xét những thành tích bóng đá Việt Nam đã đạt được trong năm 2018 và đầu năm 2019, cấp châu lục như là U23 châu Á và Asian Cup làm hệ quy chiếu, thì khả năng nhận thêm suất đá World Cup trong trường hợp 48 đội rất khả quan. Tuy nhiên,
Trong bóng đá thì phong độ lẫn khả năng của các đối thủ trong từng thời điểm rất quan trọng. Điển hình năm 2018, ta có lứa U23 rất chất ở Thường Châu, nhưng sang năm 2019 thì lứa cầu thủ đó sẽ mất một số trụ cột đáng kể. Việc đầu tư cho lứa U23 hiện nay thành một tập thể giỏi đồng đều để đá vòng loại U23 châu Á hay làm trùm SEA Games 30 đã nặng đầu rồi. Này có thể sẽ tính thêm cho một đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2022 với nhiều bài toán chi li. Chính thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra những cột mốc lịch sử mới và tất nhiên người hâm mộ tiếp tục muốn chinh phục những cái đích mới. Có người đã tính toán đơn giản rằng Asian Cup 2019 Việt Nam đã vào tứ kết và tất nhiên là trở thành 8 đội mạnh nhất châu Á. Từ đó quy ra, nếu đá vòng loại World Cup khu vực châu Á thì top 8 cũng đủ để dự World Cup trong trường hợp nâng lên 48 đội. Chính những suy nghĩ kiểu phép cộng đó thật khó cho huấn luyện viên Park Hang-seo bởi ông luôn nhấn mạnh bóng đá Việt Nam muốn đá World Cup thì bây giờ phải đầu tư từ lứa cầu thủ 10 đến 12 tuổi, tức là ông tính một lộ trình rất xa chứ không tính kiểu top 8 châu Á là có World Cup. Tính cửa chê World Cup thôi cũng phải gặp nhau trong quan điểm và một kế hoạch, một lộ trình. Nhiều ngày qua đã xuất hiện thông tin là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn giảm tải công việc tại Việt Nam, dẫn dắt đội tuyển quốc gia hoặc là đội U23, thay vì là ôm đùm cả hai như trước. Đến hiện tại thì thầy Park đã đem vấn đề này ra bàn bạc với VFF và đã đạt được một vài thống nhất. Mới nhất thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất trợ lý số 1 của ông, chính là ông Lee Jong-jin, dẫn dắt một trong hai đội tuyển quốc gia đá ở vòng loại World Cup vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 tới, hoặc là đội U22 Việt Nam đá SEA Games vào cuối năm. Đội còn lại sẽ do thầy Park dẫn dắt. Chia sẻ về đề xuất này của thầy Park thì bình luận viên Quang Huy cũng cho biết là thực ra ông Park là người rất có tâm, nên khi mà ông ấy đã tính đến vấn đề chuyên môn thì chúng ta nên chia sẻ. Trên thế giới thì rất nhiều nền bóng đá đều là hai người làm chứ không phải là một. Tất nhiên cũng có nơi dùng một người như chúng ta, song đa phần thì là sử dụng hai. Có thể khi ông ấy đến thì hợp đồng là như vậy, nhưng mà khi bắt tay vào việc làm thì chúng ta đều thấy là nên có cái sự tách bạch. Mới đây khi mà tôi gặp ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF ở cuộc họp báo V-League, thì tôi cũng nói rằng là dù thế nào thì chuyện này cũng cần phải tham khảo kỹ ông Park, xem ai sẽ làm thay ông ấy. Chắc cũng vẫn là quân của ông ấy thôi. Đến giờ khi có thông tin, tôi nghĩ ông Lee làm cũng tốt. Đó vẫn là ekip của ông Park, họ vẫn có thể trao đổi với nhau hàng ngày được, làm sao tính toán đội ngũ trợ lý cho chặt chẽ, chứ vừa say lúa vừa ám em thì tôi nghĩ là sẽ rất là ảnh hưởng. Đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo thật là thú vị vì trợ lý Lee chính là người đã góp công lớn cùng với người thầy Hàn Quốc tạo ra các chiến tích lịch sử trong thời gian qua của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên thì nó cũng có những bất cập, bởi chính một phần nhờ sự trợ giúp của ông Lee thì thầy Park mới đạt được những thành công gần đây. Nếu vậy giờ đây trợ lý Lee tách ra thì mọi chuyện liệu có ảnh hưởng? Tôi nghĩ là có thể người ta sẽ tính toán về nhân sự. Trên thực tế thì sẽ có cầu thủ bị chồng lấn đá ở cả hai giải, cho nên nếu được thì người này làm trợ lý cho người còn lại ở giải này rồi lại đảo lại ở giải kia cũng tốt. Tức là nếu mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì ông Lee sẽ làm trợ lý, còn ông Lee dẫn dắt U22 thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể là làm trợ lý. Phương án trợ lý Lee vẫn hỗ trợ thầy Park ở một giải rồi đảo ngược lại ở giải còn lại cũng khá thú vị, nhưng mà cần phải hiểu là chuẩn bị cho vòng loại World Cup và chuẩn bị cho SEA Games là những cái quá trình chuẩn bị rất dài và tốn tâm sức. Vậy khi đó việc tách thầy Park và trợ lý Lee ra thì sẽ khắc phục thế nào? Chuyện này chưa hiểu là ông Park sẽ tính thế nào, nhưng mà theo tôi có thể người ta muốn sự chuẩn bị đầy đặn hơn thì đề xuất thêm người, và chuyện đó mình cũng chưa biết được. Cũng có thể là ông Park vẫn có các trợ lý khác từ Hàn Quốc bây giờ mang sang chẳng hạn. Trước đó thì nhiều thông tin cho rằng là VFF có thể đề xuất huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt một đội chia nửa với thầy Park. Tuy nhiên thì phương án dùng ông Lee có vẻ là hợp lý hơn. Hôm trước thì ông Park có ngồi với ông Tuấn tương đối kỹ để mà bàn về danh sách. Có thể ông Park vẫn làm chính một đội, còn ông Lee làm một đội. Nhưng mà khi ông Park đá giải, ông Lee vẫn về làm trợ lý cho ông Park. Thời gian đó thì đội ngũ trợ lý của ông Lee sẽ chăm sóc đội còn lại. Tôi cảm giác là sẽ như vậy. Giải nào mà ông Park làm thì khi mà thi đấu, ông Lee vẫn về trợ giúp.
Ở các giải khác thì ông Lee sẽ cầm đội và xây dựng đội ngũ trợ lý của riêng mình. Hôm vừa rồi thì lãnh đạo cấp cao nói cần quyết tâm ở vòng loại World Cup 2022, dù là SEA Games ai cũng khát khao một chức vô địch. Vì vậy thì tôi cảm giác là thầy Park sẽ phải làm ở đội tuyển còn bỏ qua U22. Ông Hoàng Anh Tuấn sẽ làm trợ lý cho ông Lee ở U22 và tôi cảm giác là mọi chuyện sẽ như thế. Ngoài ông Tuấn thì còn ông Gede nữa, đó cũng là một bộ khung ở U20 World Cup. Không ai hiểu bằng ông Tuấn và thêm ông Gede thì rất cứng rồi. Còn ông Lee thì cũng không đến mức là bị lao lực. Khi mà ông Park vào giải thì ông Lee vẫn rảnh để mà về phụ giúp. Nếu thật sự là phương án trên được thực hiện và luân chuyển tốt thì Việt Nam có thể ôm tham vọng ở cả hai sân chơi lớn nhất năm 2019. Tuy nhiên thì bình luận viên Quang Huy vẫn đặt kỳ vọng vào SEA Games dễ hơn, còn mục tiêu ở vòng loại World Cup chưa thể nào xác định rõ được. Với lực lượng đang có thì chúng ta nên đặt mục tiêu vô địch SEA Games. Với không khí hiện tại của bóng đá Việt Nam thì phải thế. Còn về vòng loại World Cup thì cố gắng tiến sâu nhất có thể thôi, vì khó nói trước sẽ đến đâu hay là vào được vòng chung kết World Cup. Vậy tiến cử trợ lý Lee Jong-jin nắm U23 Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang toan tính điều gì? Nếu trợ lý Lee Jong-jin dẫn dắt U23 Việt Nam thì nhiều khả năng VFF sẽ phải tìm thêm một phụ tá cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia. Để tập trung cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiến cử trợ lý Lee Jong-jin để làm huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á. Sở dĩ nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn phân nhiệm vụ như vậy vì hai đấu trường diễn ra khá sát nhau nhưng lực lượng lại khác nhau do là chỉ có vài tuyển thủ quốc gia thuộc lứa U22. Ý tưởng để trợ lý Lee Jong-jin dẫn dắt U23 Việt Nam có thể giải quyết được bài toán phân thân cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên thì VFF cũng phải tính toán bố trí nhân sự bởi ông Lee vẫn là cánh tay phải của ông Park ở đội tuyển quốc gia. Nếu mà để trợ lý Lee Jong-jin phụ trách U23 Việt Nam, không loại trừ khả năng là VFF sẽ tìm thêm một người trợ lý người Hàn Quốc cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào cuối năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm việc cùng với 3 trợ lý đồng hương là ông Lee Jong-jin, ông Bae Ji-won và ông Han Jang-kuk. Ông Han thì chỉ xuất hiện một thời gian ngắn khi mà U23 Việt Nam tham dự giao hữu giải M150 ở Thái Lan. Còn ông Bae Ji-won thì đã rời Việt Nam sang Malaysia làm việc ở sau cái chức vô địch AFF Cup 2018. Chỉ có trợ lý Lee Jong-jin là người sát cánh cùng huấn luyện viên Park Hang-seo đến tận bây giờ. Việc tiến cử trợ lý Lee Jong-jin làm huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc đến khi mà trả lời phỏng vấn tờ Đông Á của Hàn Quốc. Được biết là huấn luyện viên Park cũng đề xuất ý tưởng này để mà VFF cân nhắc. Để ông Lee dẫn dắt đội U23 Việt Nam thì không phải là tốt hay sao? Ông Lee đã cùng tôi trải qua nhiều giải đấu. U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Brunei, Indonesia và Thái Lan. Nếu mà vượt qua được vòng loại sẽ được tham dự vòng chung kết vào tháng 1 năm sau và cần vào tới bán kết để giành vé đến Olympic Tokyo 2020. Nhưng rất khó để phụ trách cả hai đội tuyển vì các giải đấu là không liên quan đến nhau. Và cuối cùng thì lãnh đạo VFF đã có phương án giải quyết bài toán thầy Park và SEA Games 2019. Tuy là VFF chưa ra quyết định chính thức nhưng mà đã có những cái phương hướng cơ bản để giải tỏa áp lực cho huấn luyện viên Park Hang-seo vào dịp cuối năm 2019. Theo hợp đồng ký với VFF thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phụ trách cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Tuy nhiên thì tình hình từ đầu năm 2018 cho đến đầu năm 2019 thì các giải đấu mà thầy Park phụ trách đều đến mang đến những cái thành công lịch sử. Điều đấy cũng dẫn tới những cái vấn đề bất cập. Một là để các cái giải đấu thành công thì huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Hai là càng chơi thành công, càng tiến sâu vào giải thì áp lực cho thầy trò huấn luyện viên người Hàn Quốc là càng lớn. Điều đó thì khiến huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải lên tiếng và mong VFF giảm tải cho ông, vừa là tránh quá sức, vừa là để dồn trọng tâm vào trong các cái giải đấu quan trọng, hòng đạt được cái kết quả cao nhất. Vào dịp cuối năm 2019, đội tuyển quốc gia sẽ đá vòng loại World Cup từ tháng 9 đến tháng 11, tổng cộng là có 6 lần ra sân. Cuối tháng 11 thì SEA Games sẽ khởi tranh và như vậy thì công việc của ông Park sẽ bị chồng chất và hiện như VFF đã đồng ý giảm tải cho huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mới nhất thì ông thầy người Hàn Quốc cũng đề cử trợ lý Lee Jong-jin sẽ phụ trách giúp mình một đội. Một lãnh đạo của VFF đã tiết lộ là trợ lý Lee Jong-jin gần như là sẽ được phân công dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup thì sẽ hỗ trợ ông Lee dưới dạng cố vấn. Tuy nhiên thì vị lãnh đạo VFF này cũng cho biết là mọi việc chưa chốt mà còn cần bàn bạc để mà cụ thể thêm. Về phía Hàn Quốc thì báo chí nước này cũng ủng hộ việc huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ dẫn dắt một đội tuyển ở Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc đưa ra nhiều bình luận khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ nguyện vọng với VFF về việc chỉ dẫn dắt một cấp độ đội tuyển của Việt Nam trong năm 2019. Tại Hàn Quốc thì truyền thông cũng tỏ ra quan tâm tới công việc của ông Park ở Việt Nam. Trang Best Eleven đã đưa tin là huấn luyện viên Park Hang-seo và quyết định tất tay chỉ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trang này đã viết là thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam đang thể hiện sự quyết tâm chỉ muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia ở Việt Nam. Cho đến nay thì ông Park đang phụ trách cả cấp độ U23 lẫn tuyển quốc gia. Cả hai đội này đều phản ánh tương lai của bóng đá Việt Nam và đang cho thấy sự phát triển hiệu quả dưới thời ông Park. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Ông Park chỉ chinh chiến ở ASEAN Cup 2019, ASEAN 2018, AFF Cup 2018 mà còn chuẩn bị cho cả vòng loại U23 châu Á cũng như là Olympic. Không có thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, khi mà bước vào các giải đấu ở thể thức khác nhau thì đã đến lúc cần phải quan tâm đến việc lựa chọn và tập trung cho một đội bóng. Tờ Best Eleven đã nhận định một cách thẳng thắn như vậy. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin ông Park sẽ quyết định chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên vẫn chưa rõ là VFF sẽ quyết định theo hướng nào và cần thời gian để xem xét. Liệu ông Park sẽ dồn sự tập trung cho đội tuyển nào để tiếp tục thấy ma thuật ở trong năm nay? Cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc đều đang dành sự quan tâm rất lớn trước quyết định cuối cùng này. Trang STN Sport cũng cho rằng là ông Park đã bị quá tải và nếu được giảm tải thì ngài ngủ gật có thể tập trung cho vòng loại World Cup 2022 và Olympic 2020. Sport Today cũng đồng quan điểm rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho tham vọng ở World Cup. Nhưng nếu thất bại thì ông vẫn có thể tiếp tục bước vào thử thách giành huy chương tại Olympic hay là lần thứ hai vô địch AFF Cup. Trên cổng thông tin điện tử Naver của Hàn Quốc thì đông đảo dân cư mạng cũng ủng hộ quyết định của chiến lược gia người đồng hương. Tôi cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời để ông Park ưu tiên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Hãy đưa Việt Nam tới sân chơi World Cup, thà tập trung vào một thứ còn hơn là bỏ lỡ tất cả các mặt trận. Nếu là tôi thì tôi sẽ tất tay cho vòng loại World Cup. Nhiều người đã lên tiếng như vậy. Một thành viên khác còn nhận xét là ông Park bây giờ đã nổi tiếng hơn cả Good Hitting rồi. Thậm chí là một tài khoản còn hiến kế rằng là đội đá Olympic thì mời huấn luyện viên Shin Tae-yong, còn đội đá World Cup thì để ông Park Hang-seo dẫn dắt. Ông Shin Tae-yong là thuyền trưởng của đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 nhưng đã không thể vượt qua vòng bảng. Nhiều ý kiến lại tiến cử trợ lý Lee Jong-jin thay thế cho huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt một đội tuyển.